Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 3, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, thầy cũng hy vọng chúng mình hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 3 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động trong bài 21 bảng chia bảng tiết 1. Vậy thì để chúng mình thành lập được bảng chia bảng, thầy sẽ gợi ý cho chúng mình khám phá trong một hình ảnh như sau. Bây giờ chúng ta có thể quan sát tranh trong sách giáo khoa và tranh trên màn hình. Chúng mình thấy trong hình ảnh vẽ những gì? À đúng rồi, chúng mình thấy hình ảnh vẽ hai bạn học sinh đúng không? Cũng có thể là đang thu hoạch dưa, và trên ruộng dưa thì có những cái rổ mà chứa những quả dưa, và bạn nam đã nhìn vào những rổ dưa và có một bài toán đố bạn nữ như sau. Đó là có 35 quả dưa xếp đều vào 7 rổ, mỗi rổ có mấy quả dưa? Nào, hãy suy nghĩ giúp bạn nữ nhé. Nếu như có 35 quả dưa xếp đều hay là chia đều ấy vào 7 rổ, mỗi rổ có mấy quả dưa? Vậy thì để tính được mỗi rổ có bao nhiêu quả dưa, chúng mình sẽ phải làm phép tính gì? À, đúng rồi, chính xác. Như vậy thì có 35 quả dưa xếp đều vào 7 rổ, thì như vậy chúng ta sẽ thấy có phép tính chia, đó là 35 chia cho 7, đúng không? Vậy thì 35 chia cho 7 bằng bao nhiêu nào? Chúng mình có thể giúp bạn nữ được không? Và bây giờ chúng mình hãy suy nghĩ lại xem chúng mình đã học những bảng nhân nào. À, ở đây chúng mình thấy 35 chia cho 7, đúng không? Và chúng ta đã được học bảng nhân 7, đó là, đúng rồi, chính xác, đó là 7 nhân 5. Chúng ta đã học bảng nhân 7. Ở đây chúng ta thấy 7 nhân 5 sẽ bằng 35. Nhìn vào hai phép tính này, chúng mình thấy có mối liên hệ gì không? À, đúng rồi, chính xác đây các em ạ. Từ phép tính nhân, đó là 7 nhân 5 bằng 35, chúng ta sẽ viết ra được hai phép tính chia, đó là 35 chia cho 5 sẽ được 7, và 35 chia 7 sẽ được 5, đúng không? Như vậy thì từ phép tính nhân này, ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến phép chia, đó là 35 chia cho 7, đúng không? Vậy thì từ phép tính nhân này chúng mình sẽ thấy được là 35 chia 7 bằng bao nhiêu? Đúng rồi, chính xác. Như vậy là chúng mình thấy 35 chia cho 7 sẽ được 5, đúng không? Và từ một phép tính nhân chúng mình đã được học, chúng ta đã thành lập thêm một bảng chia, cụ thể ở đây đó là bảng chia 7. Và bây giờ chúng ta sẽ có một bảng chia 7 như sau. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó là các số bị chia ở đây chính là gì? Đúng rồi. Bây giờ chúng mình có thể quan sát lại bảng nhân 7 và bảng chia 7. Các số bị chia ở đây chính là tích trong phép nhân, đúng không? Hay nói cách khác, các số bị chia ở đây chính là tích trong bảng nhân 7. Và dựa vào bảng nhân 7 chúng mình đã học thuộc, bây giờ chúng ta sẽ thành lập bảng chia 7. Và bây giờ chúng mình hãy dừng video, hoàn thiện lại bảng chia 7 này dựa trên bảng nhân 7, sau đó chúng mình quan sát lên màn hình nhé. Và ở đây chúng mình thấy 7 chia 7 sẽ được 1, đúng không? Vì 7 nhân 1 sẽ bằng 7. 14 chia cho 7 được 2. 7 nhân 2 bằng 14. 21 chia cho 7 bằng 3. 7 nhân 3 bằng 21. 28 chia 7 bằng 4. 7 nhân 4 bằng 28. 35 chia cho 7 bằng 5, 7 nhân 5 bằng 35. 42 chia cho 7 bằng 6, 7 nhân 6 bằng 42. 49 chia cho 7 bằng 7, 7 nhân 7 49. 56 chia cho 7 bằng 8, 7 8 56. 63 chia cho 7 bằng 9, 7 nhân 9 63. Cuối cùng 7 70 chia cho 7 sẽ bằng 10, 7 nhân 10 bằng 70. Vậy là từ bảng nhân 7 chúng ta đã dễ dàng thành lập được bảng chia 7. Việc của chúng mình sẽ là phải đọc thuộc bảng chia 7 này để vận dụng vào công việc làm bài tập.
Và bây giờ thầy sẽ xóa đi một số kết quả. Chúng mình hãy đọc lại những kết quả còn thiếu ở trên màn hình nhé. 7 chia 7 bằng 1 đúng không? 21 chia 7 bằng chính xác 3. 28 chia 7 bằng đúng rồi 4. 42 chia cho 7 bằng 6. 49 chia cho 7 bằng đúng rồi, đó là bằng 7. 63 chia cho 7 bằng chính xác đó là bằng 9. 70 chia cho 7 sẽ bằng bằng 10. Và chúng mình chú ý phải đọc thuộc bảng chia 7 này nhé. Bây giờ chúng mình sẽ vận dụng bảng chia 7 để làm bài tập. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta đó là tính nhẩm. Trong bài tập này chúng mình sẽ thấy có 3 cột phép tính đều là những bảng chia 7. Vậy thì chúng mình hãy vận dụng những kiến thức vừa rồi và chúng ta sẽ điền kết quả đằng sau những phép chia này. Nào, bây giờ chúng mình hãy dừng video và hoàn thiện lại bài tập 1 bằng cách tính nhẩm. Chúng ta sẽ viết kết quả đằng sau các phép tính chia này nhé. Và ở đây chúng ta sẽ thấy đó là 14 chia cho 7 sẽ bằng 2, 7 chia 7 bằng 1, 35 chia 7 bằng 5, 21 chia 7 bằng 3 đúng không? 42 chia 7 bằng 6, 28 chia cho 7 bằng 4, 56 chia cho 7 sẽ bằng 8, 70 chia 7 sẽ là 10 và 63 chia 7 sẽ là 9. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ phải kiểm tra lại xem bài làm của chúng mình có trùng với đáp án trên màn hình của thầy hay không. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng ta đó là tính. Ở đây chúng mình cũng sẽ có 3 cột phép tính. Và những phép tính nhân và phép tính chia này đều liên quan đến bảng nhân 7 và bảng chia 7. Bây giờ chúng ta sẽ viết kết quả đằng sau các phép tính này, sau đó lại quan sát lên màn hình để xem kết quả của thầy có trùng với kết quả của chúng ta hay không. Và ở đây chúng mình thấy này, 7 nhân 2 sẽ bằng 14 đúng không? Và từ phép tính nhân này chúng ta dễ dàng viết được ra các phép tính chia còn lại đúng không? Ví dụ như ở đây 14 chia cho 7 sẽ là bằng 2 và 14 chia cho 2 chắc chắn sẽ là bằng 7. 7 nhân 3 bằng đúng rồi, 21. 21 chia 7 sẽ bằng chính xác bằng 3 và 21 chia 3 sẽ bằng bằng 7. Ở đây chúng mình thấy là 7 nhân 9 bằng 63 và 63 chia cho 7 sẽ bằng 9 và 63 chia 9 sẽ bằng 7. Vậy thì nhìn vào những phép tính nhân và phép tính chia ở đây chúng mình thấy có mối liên hệ gì không? À đúng rồi. Ở đây chúng mình thấy các phép tính nhân và phép tính chia ở đây có mối liên hệ với nhau đúng không? Từ một phép tính nhân như thế này, chúng ta sẽ viết ra được hai phép tính chia. Cụ thể ở đây chúng ta thấy 7 nhân với 2 bằng 14 thì 14 chia 7 sẽ bằng 2, 14 chia 2 sẽ bằng bằng 7 và tích ở đây sẽ trở thành số bị chia. Số hạng thứ nhất và số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai lần lượt đều là số bị chia và thương, đúng không? Và ở đây cũng vậy. Và như vậy thì chúng mình đã vận dụng những phép tính nhân đã được học và thành lập được bảng chia. Cụ thể ở đây là bảng chia 7. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta dừng video và hẹn gặp lại các em trong những video sau nhé.